Xin chào, lại là Trang đây. Và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu adrenaline là gì, tác dụng của hormone adrenaline. Nếu như bạn quan tâm thì Trang có 4 phần chính xoay quanh để chia sẻ cho chúng ta hiểu biết một cách khái quát về adrenaline thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên, tìm hiểu adrenaline là gì. Thì adrenaline còn được gọi là epinephrine. Epinephrine các bạn ha, vừa là hormone vừa là cái chất dẫn truyền thần kinh. Thì adrenaline là một hormone, nó được tạo ra và giải phóng bởi tuyến thượng thận. Thì tuyến thượng thận là cái tuyến hình chiếc mũ nằm ở trên mỗi quả thận đó các bạn ha, thì đó được gọi là tuyến thượng thận đó. Thì bên cạnh đó thì adrenaline cũng là chất dẫn truyền thần kinh của hệ thần kinh trung ương. Adrenaline là chất truyền cái thông tín hiệu hóa học đó, giúp truyền cái tín hiệu thần kinh qua các đầu thần kinh đến những cái tế bào thần kinh, tế bào cơ hoặc là những cái tế bào tuyến khác. Thì adrenaline là một phần của hệ thống thần kinh giao cảm, là một phần của hệ thống phản ứng khẩn cấp của cơ thể trước những cái nguy hiểm, phản ứng chiến đấu hay là bỏ chạy đó. Về mặt y học thì phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy được gọi là phản ứng căng thẳng cấp tính. Thì đó là đôi nét về adrenaline để cho chúng ta tìm hiểu các bạn ha. Thì ở đây Trang chỉ đưa ra những cái kiến thức đơn giản và gần gũi cũng như là khái quát nhất thôi, chứ còn các bạn muốn chuyên sâu hơn nữa thì chúng ta phải đọc thêm những cái tài liệu rồi các bạn nhé. Phần thứ hai, adrenaline có tác dụng gì trong cơ thể? Thì là một trong những cái chất dẫn truyền thần kinh, adrenaline đóng một vai trò không hề nhỏ đâu các bạn ha. Thì chỉ một cái lượng nhỏ được sản xuất trong cái dây thần kinh của bạn đó, nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong quá trình trao đổi chất, sự chú ý nè, sự tập trung, hoảng loạn, phấn khích của cơ thể. Thì cái mức độ adrenaline tăng hoặc là giảm bất thường có liên quan đến rối loạn giấc ngủ, lo lắng, tăng huyết áp hay là giảm khả năng miễn dịch. Cho nên là chúng ta thấy rằng nó đóng một vai trò rất quan trọng trong cơ thể. Thì adrenaline được tuyến thượng thận tiết ra để đáp ứng với những cái căng thẳng. Thì cái phản ứng này gây ra một số những cái thay đổi trong cơ thể bạn và được gọi là phản ứng chiến đấu hoặc là bỏ chạy đó. Thì trong phản ứng chiến đấu hoặc là bỏ chạy, khi não bộ nhận thấy nguy hiểm thì các dây thần kinh ở vùng dưới đồi sẽ gửi tín hiệu xuống tủy sống và sau đó các bộ phận trên cơ thể của chúng ta, thì như là các bộ phận như là ở mắt nè, đồng tử nó sẽ giãn ra để đón nhận nhiều ánh sáng hơn và giúp cho chúng ta là nhìn rõ mọi thứ xung quanh hơn. Rồi nếu như là trên da thì da sẽ trở nên nhợt nhạt khi các mạch máu nhận được cái tín hiệu chuyển máu đến những cái vùng cần oxy, chẳng hạn như là cơ bắp, để bạn có thể chiến đấu hay là bỏ chạy đó. Rồi nếu như là trên tim mạch thì tim của chúng ta sẽ đập mạnh hơn và nhanh hơn để cung cấp nhiều máu vào oxy hơn đến những cái khu vực cần nhất, như là cơ bắp của bạn nè. Lúc này huyết áp cũng sẽ tăng lên nữa các bạn ha. Còn ở cơ bắp thì ở cơ bắp nó sẽ nhận nhiều những cái lưu lượng máu và oxy để chúng có thể phản ứng với sức mạnh và tốc độ cao hơn. Một xíu nữa Trang sẽ giải thích một cái trường hợp cụ thể cho chúng ta. Ở gan thì nó sẽ chuyển hóa glycogen dự trữ ở gan thành glucose để cung cấp nhiều năng lượng hơn cho cơ thể của chúng ta. Còn đối với hô hấp á, thì thở sâu hơn và nhanh hơn để có nhiều oxy hơn để được đưa máu đến những cái cơ bắp của bạn đó, nó giàu oxy nhất. Thì cơ thể của chúng ta sản xuất quá nhiều adrenaline có thể là trở thành một cái vấn đề
đặc biệt nếu như bạn đang căng thẳng mãn tính. Thì cái tình trạng quá tải adrenaline thường xuyên đó, nó có thể dẫn đến những cái vấn đề sau đây. Thì chúng ta điểm danh cùng với Trang ha. Vấn đề về hệ tiêu hóa nè, hoặc là nó có thể dẫn đến nhức đầu, cũng có thể là căng cơ, nó có thể gây mất ngủ, nó làm cho bạn tăng cân, hoặc là nó làm tăng lên cái sự lo lắng cho bạn nè, có thể dẫn đến trầm cảm cho các bạn ha, huyết áp cao quá mức, hoặc là những cái vấn đề về tim mạch có thể dẫn đến bệnh tim, đột quỵ, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Đơn giản một điều rằng là cái thuật ngữ là có nghĩa là đơn giản thôi, hiểu như thế này các bạn ha, là khi mà chúng ta gặp một cái mối đe dọa nào đó thì cái adrenaline nó sẽ tiết ra để nó giúp cho cơ thể của chúng ta vượt qua cái đó. Giống như là bạn bị chó rượt đi, nó sẽ làm cho chúng ta phải chạy nhanh hơn nè các bạn nha. Lúc đó chúng ta phóng qua hàng rào như thế nào mà chúng ta cũng không biết được nữa. Thì đó là cái cách để adrenaline tiết ra trong cơ thể của chúng ta đó. Hoặc là đôi lúc là chúng ta đi ăn trộm đi, chúng ta hái trái cây trộm á, rồi bị chủ nhà phát hiện nè, tự nhiên nó có hàng rào chúng ta cũng phóng qua được luôn. Thì lúc đó nhìn lại thì nói là không biết tại sao lúc đó chúng ta lại nhảy qua được cái hàng rào nó cao như vậy nữa. Thì có một cái gì đó trong cơ thể của chúng ta nó thôi thúc, đúng không ạ? Thì đó là do adrenaline nó tiết ra đó các bạn nha. Phần thứ ba, nguyên nhân khiến adrenaline tăng vọt trong cơ thể. Thì vì công việc của adrenaline là giúp bạn nhận thấy những cái nguy cơ, nên cái nỗi sợ hãi là nguyên nhân số 1, nó kích hoạt lên sự phóng thích cái hormone này. Thì ngay khi bạn sợ hãi á, vừa xem một bộ phim kinh dị nè, hoặc là đi bộ qua một con nhà ma, thì adrenaline nó cũng sẽ tăng vọt lên các bạn ha. Hoặc là khi bị chó đuổi mà Trang vừa nói đó. Thì bên cạnh nỗi sợ hãi thì sự phấn khích cũng có thể gây sự gia tăng adrenaline. Chẳng hạn như bạn chơi một trò chơi mạo hiểm nào đó, hoặc là những cái môn thể thao như là leo núi trượt tuyết nè, vân vân. Thì lo lắng rất giống với nỗi sợ hãi, và bất kỳ tình huống nào cũng có thể khiến cho bạn lo lắng, nó cũng sẽ kích hoạt giải phóng adrenaline. Đôi khi bạn chỉ nghĩ về một cái điều gì đó mà mình lo lắng thôi, như là ngày mai có một buổi thuyết trình trước đám đông nè, hoặc là chúng ta kiểm tra miệng khi đi học, hoặc là khi nó cũng giải phóng adrenaline các bạn ha. Thì có rất nhiều những cái nguyên nhân. Nếu như có những cái điều hoặc là cái tình huống cụ thể nó làm cho bạn sợ hãi, chẳng hạn như là nói trước đám đông nè, bạn cũng có thể thấy lo lắng và adrenaline nó cũng sẽ dâng cao khi nghĩ về cái điều đó. Thì đó là những cái nguyên nhân mà nó khiến cho adrenaline trong cơ thể của chúng ta tăng vọt. Thì đó là những cái nguyên nhân các bạn ha. Các bạn có thể tìm hiểu thêm cụ thể như thế nào hơn. Ở đây Trang chỉ nêu một cách khái quát nhất thôi. Phần thứ tư, cách điều chỉnh mức độ adrenaline tốt nhất cho sức khỏe. Thì có thể bạn làm việc trong một môi trường căng thẳng với một cái cường độ rất là cao, chẳng hạn như là bệnh viện nè, hoặc là bạn làm ở những cái trường học, hoặc là bạn phải đối mặt với những cái yếu tố căng thẳng, chẳng hạn như là những cái vấn đề về hôn nhân và gia đình, thì nó cũng rất là căng thẳng đúng không ạ? Thì tất cả những cái vấn đề đó nó đều có thể gây ra cái tình trạng là quá tải adrenaline. Căng thẳng và lo lắng mãn tính có thể gây dư thừa adrenaline và nó sẽ tàn phá sức khỏe và tinh thần của mỗi người. Thì để hạn chế cái tần suất adrenaline tăng vọt hay là điều chỉnh cái mức độ adrenaline đó, thì bạn có thể thực hiện những cái cách sau đây thôi. Thì những cái cách sau đây là gợi ý cho bạn có thể kiểm soát được cái adrenaline trong cơ thể của mình. Như là tập thể dục, thì các hoạt động thể chất nó sẽ giúp cải thiện những cái phản ứng thể chất như là tinh thần.
thì bạn nên dành ra khoảng là 20 phút hoặc là 30 phút mỗi ngày để tập luyện những cái môn thể dục đơn giản thôi, như là đi bộ, tập yoga, tập yoga, tập gym hay là những cái môn mà bạn yêu thích. Hạn chế uống bia, rượu, caffeine. Thì những cái chất kích thích nè hoặc là caffeine nó có thể làm tăng cái triệu chứng lo âu các bạn nha. Hoặc là bạn có thể tập ngồi thiền. Thì kỹ thuật thiền nó cũng giúp cho tâm của chúng ta tịnh hơn, giảm đi cái cảm giác lo lắng. Đảm bảo đủ ngủ đủ giấc các bạn nha. Thì giấc ngủ ngon nó sẽ giúp cho bạn là phục hồi sau một ngày làm việc, nhất là những người thường xuyên bị căng thẳng. Cho nên là chúng ta phải đảm bảo ngủ đủ giấc cái đã. Trị liệu tâm lý. Thì tất cả những gì mà chúng ta nêu trên mà nó không cải thiện thì phải trị liệu tâm lý rồi các bạn nha. Trị liệu thì cái liệu pháp trị liệu bằng cách là trò chuyện cùng với những cái chuyên gia tâm lý các bạn ha. Tập trung vào những cái nỗi lo lắng cụ thể của bạn để giúp bạn kiểm soát được những cái triệu chứng của bản thân. Tăng adrenaline do căng thẳng kéo dài thì sẽ có hại cho sức khỏe và tinh thần của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến các bạn ha. Cho nên là chúng ta phải đến gặp các chuyên gia tâm lý để trị liệu tốt hơn. Nếu như bạn đang gặp khó khăn trong việc là giảm thiểu căng thẳng trong cuộc sống, bạn có thể nói chuyện đối với những cái chuyên gia tâm lý về sức khỏe và tinh thần để họ đưa ra những cái liệu pháp điều trị tốt nhất và phù hợp nhất. Adrenaline là một loại hormone do tuyến thượng thận tiết ra. Khi đối mặt với mối đe dọa hoặc là căng thẳng thì hormone này sẽ kích thích cái hệ thần kinh phản ứng nhanh chóng với những cái cơn khủng hoảng. Thì mức adrenaline quá cao và quá lâu trong cơ thể sẽ gây ra những cái vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, cho nên là chúng ta cần phải lưu ý bạn nha. Cho nên là nếu như gặp những cái vấn đề nào bất thường ảnh hưởng đến cuộc sống hay là chất lượng sức khỏe của chúng ta thì chúng ta phải tìm đến những cái bác sĩ chuyên môn để chúng ta điều trị các bạn nha. Thì ở cái trường hợp này thì bạn sẽ đến gặp các bác sĩ chuyên gia tâm lý nè để được trị liệu phù hợp nhất nếu như những cái cách đơn giản mà chúng ta không thể nào kiểm soát được đó. Thì đó là những cái kiến thức mà Trang chia sẻ xoay quanh về adrenaline một cách ở một cái góc nhìn nhỏ nhất thôi các bạn nha. Và nếu như bạn muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta phải đọc thêm những cái tài liệu để chúng ta nghiên cứu, chúng ta tìm hiểu một cách sâu hơn. Và nếu như bạn yêu thích những cái kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.